Trong giao tiếp, chúng ta có một từ vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng rất lớn đến cái quá trình giao tiếp hiệu quả hay không. Đó là từ nhưng. Vậy thì chúng ta đã sử dụng từ nhưng nó hiệu quả hay chưa? Chúng ta hãy cùng nhau xem hết cái video này nhé. Tôi lấy một ví dụ như này. Chúng ta thường khen một ai đó là em là một cô gái rất là thông minh, rất là xinh đẹp, nhưng em xử lý vấn đề rất là chậm. Bạn thấy sao ạ? Toàn bộ những cái điều mà các bạn khen ở trước là xinh đẹp, thông minh thì hầu như mình không được công nhận nữa, và họ tập trung rất nhiều ở cái việc xử lý vấn đề chậm. Đấy là một trong những cái từ nhưng nó sẽ giúp cho cái người nói chuyện công nhận ở phía đằng sau và từ bỏ tất cả những cái nội dung ở phía trước. Vậy thì chúng ta có mục đích đó hay không nếu chúng ta sử dụng nhưng một cách vô thức đó? Vậy thì nếu chúng ta dùng một từ khác thay vào từ nhưng trong cái trường hợp này thì nó cực kỳ hiệu quả, nó vẫn đạt được cái mục tiêu của mình là để cho nói cho các bạn ấy biết rằng là cái việc xử lý vấn đề của bạn nó bị chậm. Ví dụ như này, em là một cô gái rất là thông minh và xinh đẹp, và em sẽ học cái cách xử lý vấn đề nó nhanh hơn nữa. Cái cách mà chúng ta truyền tải cho họ nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Nên dùng từ và hay từ nhưng ấy, nó là sẽ phải hợp lý. Nếu thực sự bạn muốn nhấn mạnh toàn bộ những cái nội dung ở phía đằng sau thì hãy dùng từ nhưng. Nhưng nếu bạn vẫn muốn công nhận ở phía đằng trước thì bắt buộc chúng ta phải dùng từ và để cho toàn bộ những cái nội dung ở phía đằng trước từ và nó được công nhận, nó được công nhận. Và đó là một trong những cái điều rất là quan trọng trong quá trình giao tiếp. Và chắc chắn các bạn biết cách sử dụng từ nhưng và từ và hợp lý thì nó sẽ giúp cho các bạn quá trình giao tiếp nó cực kỳ hiệu quả.